Sau màn lội ngược dòng trước Denver Nuggets nhờ vào những màn chạy điểm của nửa sau game 1, The Sun quyết tâm tái hiện điều đó một lần nữa trước hơn 16.000 khán giả có mặt tại nhà thi đấu Phoenix Sun Arena. Thánh địa của mặt trời Arizona luôn là nơi đi dễ về khó, vì trong mùa giải năm nay Sun luôn có thành tích sân nhà vô cùng đáng nể. Giai đoạn mùa thường niên họ thắng 27 trận và để thua có 9, và trong 21 trận gần nhất thì có 19 lần họ giữ chiến thắng ở lại với sân nhà của mình. Nhưng Nikola Jokic có lý do để từ chối quyết tâm của đối thủ. Cầu thủ người Serbia vừa nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2020-2021, dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều cho rằng Stephen Curry và Joel Embiid mới là người xứng đáng. Thế nên trận đấu hôm nay là dịp không thể thích hợp hơn để Jokic đưa loạt trận playoff về thế cân bằng, cũng như khẳng định đẳng cấp MVP của The Joker. Tuy nhiên, kế hoạch đó ngay lập tức phá sản một nửa sau vài phút hiệp thi đấu đầu tiên. Chris Paul cùng các đồng đội đã không làm các động viên của mình phải thất vọng. Không như game 1, thế trận vô cùng giằng co và phải đến hiệp 4, thế trận mới dần ngã ngũ. Tại game 2 này, mọi thứ dường như đã an bài khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Denver Nuggets chỉ có một lần dẫn trước 2 điểm ở đầu hiệp 1 và nhanh chóng bị bỏ lại phía sau trước những nòng súng đạt độ hiệu quả cao của Sun. Các anh thợ mỏ vùng Colorado bị mặt trời Arizona thiêu rụi với tỷ số cách biệt 123-98. Thế trận nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà hôm nay khi họ có phong độ cực tốt ở cả hai mặt trận tấn công lẫn phòng thủ. Sun bước vào giờ nghỉ giữa trận với lợi thế dẫn trước 10 điểm. Sun tổ chức tấn công như nước sông Đà, còn Nuggets điểm số nhỏ giọt như cà phê phin vậy. Có thời điểm Sun tạo khoảng cách tận 31 trong hiệp 4. Công đầu nên thuộc về Chris Paul, cầu thủ mang áo số 3. Cầu thủ mang áo số 3 luôn muốn nhắc nhở người ta nhớ rằng vì sao anh được gọi là Point Guard. 17 điểm, 15 kiến tạo và không lần mất bóng. Tôi không nhớ đây đã là lần thứ mấy CP3 trình diễn thứ bóng rổ thần thánh như vậy, nhưng tôi dám chắc anh đã quá quen với điều này rồi. Sau hai game đấu đã qua, Chris Paul đã có 26 lần thực hiện các đường chuyền thành bàn và chỉ để mất bóng duy nhất một lần. Chris Paul đã hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh đáng quên do chấn thương vai tại series với Los Angeles Lakers và trở lại là một thủ lĩnh đúng nghĩa cả trong lẫn ngoài sân bóng. Khả năng điều phối trận đấu của anh quá xuất sắc, phân phối bóng cho đồng đội cực tốt, bằng chứng là 4 cầu thủ còn lại có tên trong đỉnh xuất phát ghi điểm rất đều nhau. Devin Booker 18 điểm, DeAndre Ayton 15 điểm, Jay Crowder 11 điểm và Mikal Bridges 16 điểm. Bên cạnh đó, Chris Paul có thể điều khiển nhịp độ của một trận đấu một cách hoàn hảo, chuyển từ thế công sang thủ và ngược lại vô cùng trơn tru. Điều này góp phần làm nhiễu loạn hàng phòng thủ của Nuggets. Chưa hết, Paul George vẫn rất trung thành với những cú ném tầm trung. Những lần ra tay của anh trong vạch 2 điểm tỏ ra vô cùng khó ngăn cản. Có thể xem Chris Paul là một trong số ít người giữ lửa cho những cú ném tầm trung giữa xu thế ném 3 hiện tại. Bên cạnh bộ não thiên tài của Chris Paul, Phoenix Sun còn luôn biết cách tối ưu hóa khoảng trống mà hàng thủ mơ ngủ của Nuggets để lại. Các thủ chủ nhà có 18 trên 38 tình huống 3 điểm thành công. Đa phần xuất phát từ việc Nuggets quá đề phòng các tình huống đột phá dưới rổ mà không bọc lót kịp thời ngoài vạch 3 điểm. Bên cạnh đó, họ cũng có gần 48% hiệu suất tổng. Sự hiệu quả và đồng đều này của tập thể Sun biến MVP năm 2021 trở nên nhỏ bé vô cùng. Nikola Jokic ngày hôm nay chứng minh được vì sao danh hiệu MVP cao quý nên thuộc về anh. The Joker có một double-double 24 điểm với 13 rebound, đi kèm với đó là 6 kiến tạo cùng hiệu suất đạt mốc gần 53%. Game 2 cũng cho thấy Jokic phần nào giải mã được DeAndre Ayton, một đối trọng vô cùng khó chịu với Jokic ở đầu sân bên kia. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của anh chỉ giữ cho Nuggets không vỡ trận ở hai hiệp đầu. Còn phần sau, ánh mặt trời của Phoenix Sun biến Nuggets không còn là mỏ vàng, mà là một miếng gà chiên không hơn không kém. Trước sức ép từ rất nhiều cổ động viên có mặt trên sân, cao thủ vệ tinh của Nuggets không thể có màn trình diễn đúng thực lực của mình. Hơn lúc nào hết, Jokic rất mong chờ người đồng đội Jamal Murray quay lại. Vắng Blue Arrow, Nuggets thiếu đi một mũi nhọn tấn công vòng ngoài cực kỳ uy tín, và lỗ hổng do anh để lại lúc này đã cho thấy sự tai hại của nó. Không biết các bạn đã quên chưa, nhưng Phoenix Sun chính là đội bóng xếp thứ 2 NBA về khả năng phòng ngự mùa này. Bên cạnh việc chủ động hạn chế tầm hoạt động của Nikola Jokic, Sun còn tổ chức phòng ngự vô cùng chặt chẽ với các cầu thủ còn lại. Độ hiệu quả của hàng thủ phía đội nhà không thể hiện bởi số lần cướp bóng, bởi họ chỉ có 3 tình huống cả trận. Sun làm rất tốt công việc đeo bám và áp sát. Họ giữ cho Denver Nuggets chỉ ghi được 98 điểm. Cần biết rằng con số trung bình của Nuggets mùa này là trên 115 điểm. Một khoảng cách khá xa phải không nào? Hiệu suất tệ hại của phía đội khách cũng phản ánh nỗ lực của đội giành chiến thắng ngày hôm nay. Nuggets kết thúc trận đấu với chỉ 40% hiệu suất và chỉ hơn 32% từ khoảng cách 22 feet. Thậm chí Nuggets trong hiệp 1 có hiệu suất ném 3 điểm, chỉ 1 trên 13 lần ra tay. Con số này có lẽ đã thấp hơn nếu hàng dự bị của họ không góp sức kéo lên khi trận đấu đã ngã ngũ. Không ít lần các anh thợ mỏ Denver phung phí cơ hội ném rổ vô cùng trống trải
Và tất nhiên trong hoàn cảnh đội bóng đang phải bám đuổi, những tình huống như vậy rất dễ làm đồng đội xuống tinh thần. Những ngôi sao được mong chờ sẽ bùng nổ thì hôm nay họ chỉ cho thấy một sự thất vọng ê chề. Michael Porter Jr. thi đấu 27 phút ghi 11 điểm, hiệu suất 3 trên 13. Facundo Campazzo có 3 điểm chỉ 14,3% hiệu suất. Austin River hiện nguyên hình với 6 điểm và 40% hiệu suất. Bộ đôi hậu vệ này ra sân trong đội hình chính và chỉ đóng góp 9 điểm mỗi trận. Đây thực sự là vấn đề đáng báo động, đánh vào tham vọng đi tiếp của Denver Nuggets. Bên cạnh phong độ tồi tàn, tinh thần thi đấu của đội khách hôm nay cũng thấp đến lạ, đến mức huấn luyện viên Mike Malone đã lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của các học trò. Đây đúng là màn trình diễn đáng xấu hổ với toàn thể đội bóng, chúng tôi ra sân với cái đầu cúi gầm. Đây chính là lý do vì sao mà các cổ động viên của Sun lại hô vang Sun in four, vì họ cho rằng đây là một cú script. Nếu chúng tôi cứ thi đấu như vậy ở Denver, series này sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Jokic cũng phát biểu sau trận. Họ đã thi đấu tốt hơn chúng tôi, họ ném vào tay, tinh thần thi đấu tốt hơn. Họ cũng luôn chuyển bóng rất tốt. Đây là một ngày thi đấu tệ hại, chúng tôi cần thay đổi mọi thứ. Tin vui là Nuggets sắp tới sẽ quay lại sân nhà Bull Arena, nhà thi đấu cao nhất của NBA. Đây chính là pháo đài rất kiên cố của Denver Nuggets khi họ có tỷ lệ chiến thắng lên đến 70%. Con số đủ làm họ yên tâm trong game 3 và 4 sắp tới. Và điểm tựa niềm tin rằng Denver đã làm nên kỳ tích với liên tiếp những màn ngược dòng ngoạn mục ở một giải trước. Người hâm mộ có quyền mơ mộng câu chuyện ấy sẽ xảy ra thêm một lần nữa, dù biết cơ hội rất mong manh, bởi giờ Joker đang gánh hết mọi thứ. NBA đã qua rồi cái thời một cá nhân có thể một mình gồng gánh đội bóng đến những thành công. Họ cần nhiều sự giúp đỡ hơn từ các ngôi sao lẫn các kép phụ. Trận đấu hôm nay của Nikola Jokic hay những màn trình diễn của Damian Lillard và Stephen Curry là minh chứng không thể rõ ràng hơn. Mùa xuân sẽ chẳng về nếu chỉ có một cánh én. Một đội bóng như Phoenix Sun tiến xa như vậy là nhờ đồng đều và là sự pha trộn hoàn hảo giữa sự năng nổ của những ngôi sao trẻ và kinh nghiệm đến từ các lão tướng. Màn trình diễn vượt trội hôm nay chính là lời khẳng định đanh thép rằng Phoenix Sun đến được đây không phải là do may mắn. Đây là thành quả của những năm tháng nếm mật nằm gai và kết quả này họ xứng đáng nhận được. Tỷ số series lúc này là 2-0, vẫn còn quá sớm để nói trước điều gì. Thế nhưng đừng xem Sun là một hiện tượng của một giải nữa nhé. Các bạn đang chứng kiến một ứng cử viên vô địch thật sự đấy.